Đức Chúa Giêsu về nhà, cả một đám đông lại tụ họp tại đó, đến nỗi Ngài và các môn đồ không thể dùng bữa được. Người nhà của Ngài nghe vậy liền tìm đến để giữ Ngài lại, vì người ta nói rằng Ngài đã bị mất trí. Các thầy thông giáo từ thành Jerusalem xuống lại nói: người này bị Bê-ên-xê-bun ám và nhờ quyền của quỷ vương mà đuổi quỷ. Đức Chúa Giê-xu gọi họ đến, dùng ẩn dụ mà nói: Sa-tan có thể tự đuổi Sa-tan được sao? Nếu một nước tự chia rẽ thì nước ấy không thể đứng vững được. Nếu một nhà tự chia rẽ thì nhà ấy không thể đứng vững được. Cũng vậy, nếu quỷ Sa-tan tự chống lại chính mình và chia rẽ nhau thì nó không thể đứng vững được, mà đã tần số rồi. Không ai có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản mà không lo trói người ấy trước. Phải trói người đó lại rồi mới cướp nhà người được. Thật ta bảo các ngươi, mọi tội lỗi sẽ được tha cho con cái loài người, kể cả những lời phạm thượng mà chúng nói ra. Nhưng ai xúc phạm đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng bao giờ được tha, mà phải mắc tội đời đời. Ngài phán như vậy vì họ nói rằng người này bị uế linh ám. Mẹ và các em Đức Chúa Giê-xu đến, đứng bên ngoài và cho người vào gọi Ngài. Đám đông đang ngồi quanh Ngài, thưa với Ngài: kìa, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Ngài đáp: ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Rồi Ngài đưa mắt nhìn những người ngồi chung quanh mình và nói: đây là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy. Đức Chúa Giê-xu lại bắt đầu giảng dạy bên bờ biển. Có một đoàn người rất đông tụ họp quanh Ngài, nên Ngài phải xuống ngồi trên chiếc thuyền, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Ngài dùng ẩn dụ dạy dỗ họ nhiều điều. Trong khi dạy, Ngài phán: hãy nghe đây, có một người đi ra gieo giống. Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một số khác rơi trên đất đá, chỉ có ít đất, vì lấp không sâu nên liền mọc lên. Nhưng khi mặt trời mọc lên, bị nắng thiêu đốt thì chúng khô héo vì không có rễ. Một số khác rơi giữa bụi gai, gai mọc lên làm cho nghẹt ngoài và không kết quả được. Một số khác nữa rơi trên chỗ đất tốt nên kết quả, lớn lên và nảy nở. Một hạt ra 30, hạt khác 60, hạt khác 100. Ngài lại phán: ai có tai để nghe, hãy nghe. Khi Đức Chúa Giê-xu còn lại một mình, những người ở quanh Ngài cùng với 12 sứ đồ đến hỏi Ngài về các ẩn dụ. Ngài phán: sự mầu nhiệm về vương quốc Đức Chúa Trời đã được ban cho các con, nhưng đối với người ngoài thì mọi sự đều nằm trong các ẩn dụ, để họ xem thì vẫn xem mà không thấy, nghe thì vẫn nghe mà không hiểu, e rằng họ hối cải mà được tha tội chăng? Rồi Ngài nói: các con không hiểu ẩn dụ này sao? Vậy thì làm sao hiểu được tất cả các ẩn dụ khác? Người gieo giống, tức là gieo đạo. Những hạt ở dọc đường,
là những kẻ đã chịu nghe đạo được gieo ra. Nhưng họ vừa nghe xong thì Satan lập tức đến, cất đi đạo đã gieo trong lòng họ. Cũng vậy, những hạt gieo nơi đất đá là những người khi nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận. Nhưng đạo không đâm rễ trong lòng, chỉ tồn tại nhất thời. Nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn hay bắt bớ, họ liền vấp ngã. Những hạt rơi giữa bụi gai giống như những người nghe đạo, nhưng sự lo lắng về đời này, sự quyến rũ của giàu sang và sự tham muốn những thứ khác xâm chiếm lòng họ, làm cho đạo bị nghẹt ngòi, không kết quả được. Còn những hạt được gieo trên đất tốt giống như những người nghe đạo thì tiếp nhận. Và kết quả, hạt này ra 30, hạt khác 60, hạt khác nữa 100. Đức Chúa Giê-xu lại hỏi họ, có ai đem đèn đặt dưới cái thùng hoặc dưới gầm giường thay vì đặt trên chân đèn không? Vì chẳng có điều gì giấu kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều gì bí mật mà không bị đưa ra ánh sáng. Nếu ai có tai để nghe, hãy nghe. Ngài lại phán, hãy suy xét điều mình nghe. Các con lường cho người ta mực nào thì họ cũng sẽ lường cho các con mực ấy, và còn được cho thêm nữa. Vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều mình đang có. Ngài tiếp tục phán, vương quốc Đức Chúa Trời cũng tựa như một người vãi hạt giống xuống đất. Dù ngủ hay thức, dù đêm hay ngày, hạt giống vẫn cứ nảy mầm và mọc lên mà người ấy chẳng biết thể nào. Vì đất tự sinh sản hoa màu, lúc đầu là cây mạ, rồi làm đồng và kết hạt. Khi lúa chín, người ấy liền đem lưỡi hái ra gặt, vì mùa thu hoạch đã đến. Ngài lại phán, chúng ta có thể lấy điều gì để so sánh hoặc dùng ẩn dụ nào để nói về vương quốc Đức Chúa Trời? Vương quốc ấy giống như một hạt cải. Khi đem gieo, nó nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống trên đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên, trở thành lớn nhất trong các loại rau. Cành lá xum xuê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới tàn nó được. Ngài dùng nhiều ẩn dụ tương tự để giảng đạo, tùy theo khả năng tiếp thu của họ. Ngài không bao giờ giảng cho họ mà không dùng ẩn dụ. Nhưng khi ở riêng với các môn đồ, Ngài giải thích tất cả cho họ. Chiều tối hôm ấy, Đức Chúa Giê-xu bảo các môn đồ, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Sau khi lìa đoàn dân, Ngài vẫn ở trong thuyền và các môn đồ đưa Ngài đi. Có một số thuyền khác cùng đi nữa. Một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, tựa trên chiếc gối mà ngủ. Môn đồ đánh thức Ngài và thưa, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài thức dậy, quở gió và truyền cho biển rằng, hãy yên đi, lặng đi. Gió liền ngưng bặt và biển lặng như tờ. Rồi Ngài bảo các môn đồ, sao các con sợ hãi đến thế? Không có đức tin sao? Các môn đồ vô cùng kinh hãi, nói với nhau, người này là ai mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người?